Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Hôm nay là ngày 10 tháng 7, 2022. Rồi, nhà vườn có lên giao lưu một số cây dọn vườn luôn nha. Mỗi cây nhà vườn đều có báo mã số hết nha. Rồi, nếu mà nhà mình ưng ý cây nào thì chụp lại màn hình gửi cho Sơn hoặc báo mã số là dọn vườn ngày 10 tháng 7 nha. Rồi, cây này là có mã số là 11. Là một cây quýt rừng tán thiên nhiên hai thân chung cốt. Cây này nó có bị lũ một một thân nha, lũ một thân, nhưng mà sự sống nó rất là ok, không sao cả. Đây nè, cây này có chiều cao khoảng 2 4, tầm gần 60, tán thiên nhiên. Cây này nhà vườn xin dọn vườn nhanh là 450k bao ship luôn nha, dọn vườn nhanh luôn, 450k bao ship. 450k bao ship là một cây quýt rừng tán thiên nhiên, nhà vườn dọn nhanh. 450k bao ship rồi nha. Hai thân chung cốt luôn, cây sống khỏe lâu năm rồi. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn, mã số 11 nha. Rồi, nhà vườn xin giao lưu dọn vườn kế tiếp ngày 10 tháng 7. Mã số 12 nha. Mã số 12 là một cây linh sam song hình. Bám lũ nha cả nhà. Sơn cặp với lũ nè. Nói chung là cũng nuôi cũng cả năm rồi. Nên là nó đã quấn ở bên dưới rồi. Cái này là Sơn còn nuôi Sơn Sơn lắp. Thì cái này về mình đôn lên. Mình đôn lên hoặc là mình để mình nuôi tiếp cũng được cả nhà. Cái này về mình có thể mình gỡ dây rồi luôn cũng được rồi. Cái lũ này là lũ Sơn Trà Ninh Thuận nha cả nhà. Lũ Sơn Trà Ninh Thuận. À không, nếu Sơn nhớ không nhầm, cái này là lũ Bình Linh. Lũ Bình Linh. Nói chung mà cũng khá là lâu rồi, Sơn cũng quên cái khúc lũ này. Hình như một là Sơn Trà Ninh Thuận, hai là lũ Bình Linh thôi. Nhưng mà hình như là Sơn Trà Ninh Thuận là cao hơn rồi phải. Nói chung do cái khúc lũ này Sơn sưu tầm cũng khá là lâu rồi. Lũ rất là đẹp. Ai mê lũ thì sưu tầm cái này ok không nha. Hiện tại thì mình đo từ mặt chậu lên là cỡ tầm 40. Nhưng mà còn lắp nữa cả nha. Cái này về mình có thể mình xuống mình lên chậu mới. Mình đôn lên luôn rồi. Là ok luôn. Linh sam hoa tím bám lũ nha cả nhà. Cái này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, dọn vườn là 450k bao ship luôn nha, không chậu. Chậu này là chậu nuôi, cái này mình rút ra là nó có nguyên một bệ trong đó thôi. Chậu nuôi 450k bao ship không chậu, là một cây linh sam song hình bám lũ nha. Đó. Lũ thép. Mã số là 12. Rồi, nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi, nhà vườn xin dọn vườn kế tiếp có mã số là 13, là một cây găng vàng. Sống khỏe nha cả nhà. Cây này có hòn gốc là 24, cây cao là 55. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh dọn vườn luôn, 250k bao ship luôn nha. Thân sống được lên tới đây, còn từ đây tới lên đây là thân khô lũ. 250k bao ship không chậu, dọn vườn ngày 10 tháng 7 nha cả nhà. Là một cây găng vàng sống khỏe. 250k bao ship không chậu. Cây cao là 55, hoành 24. Rồi, nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi, nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 14, dọn vườn ngày 10 tháng 7 luôn đó nha. Cây này là một cây găng vàng, hoành gốc là 23. Cây cao là 45 nha cả nhà. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, dọn vườn là 200k bao ship không chậu nha cả nhà. Có nghĩa là cái cây này nó sống ở phần gốc, còn cái phần thân này là nó bị khô lũ nha. 200k bao ship không chậu. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn.
Rồi kế tiếp có mã số là 15, dọn vườn ngày 10 tháng 7 luôn cả nhà. Là một cây găng vàng lũa thép. Cây này là liền cốt lũa thép nha. Ở dưới đây nó có đầu sóng nè, ở bên này thì đầu sóng lên tới đây. Bên này là lũa nha. Lũa này là lũa thép rồi. Cái này về mình vệ sinh thôi chứ mình không cần tạo lũa gì nữa. Này về mình thay chậu mới là ok thôi. Rồi cây này có mã số là 15, nhà vườn xin dọn luôn là 250k bao ship luôn nha. Lũa này là lũa ok luôn, không cần phải tác động máy gì đâu, lũa này tự nhiên luôn đó nha. 250k bao ship. Cây này có chiều cao là 28 cả nhà. 250k bao ship, không chậu nha. Mã số 15, 250k bao ship không chậu là một cây găng vàng lũa thép. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 16, là một cây găng vàng liền cốt. Cái này mình làm rừng trên thân bắc cầu ok luôn nha. Ở đây là cái cầu, ở đây nó qua đây nó sống khỏe nè. Còn lại bao nhiêu là lũa nè. Những cái chỗ nào không có lá là lũa nha. Cây này có mã số 16, nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship không chậu nha. Là một cây găng vàng bắc cầu. 250k bao ship không chậu. Cây này có chiều cao là tầm... chiều cao cây này là tầm 20 hơn chút cả nha. Cái này được 2 này, 4, chiều rộng có tầm 40. 250k bao ship không chậu. Là một cây găng vàng bắc cầu. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 17, là một cụm linh sam rừng riêng Ninh Thuận form thiên nhiên. Nhà vườn vô dây theo kiểu form thiên nhiên nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 450k bao ship luôn nha, không chậu. Cây này có chiều cao tầm 20, chiều cao tầm 70. Hoành cái này là 36 cả nha. Hoành 36. Hoành 33 hoặc 36 gì đó. Đây. 450k bao ship không chậu nha. Linh Sam, rừng Rinh, Ninh Thuận, form thiên nhiên. Dọn vườn ngày 10 tháng 7 nha. Mã số là 17, 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu dọn vườn kế tiếp của ngày 10 tháng 7 nha, là hai cây linh sam 86 bám đá nha. Ghép đá nè, nó đã dính đá rồi. Cây này cũng dính rồi nha. Cây này cũng dính rồi. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh dọn vườn là 250k bao ship luôn nha, không chậu. 250k bao ship không chậu. Hai cây linh sam 86 bám đá. Form thiên nhiên. Không chậu nha cả nhà, 250k bao ship không chậu. Giao lưu nhanh luôn. Rồi nhà vườn xin qua hai cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 19. Dọn vườn ngày 10 tháng 7 luôn nha. Đây là một khối liền cốt làm form thiên nhiên, là một cây bùm sụm hay còn gọi là trà phúc kiến nha cả nhà. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship không chậu nha. 250k bao ship không chậu. Lùng lực form thiên nhiên. Cây này có chiều cao tầm 40 hơn đó nha. Mã số 19, 250k bao ship không chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 20. Là một cây găng vàng mini form thiên nhiên nha. Cây này có chiều cao tầm 30 đó nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 200k bao ship không chậu luôn. Form thiên nhiên.
Cái thân này là thân lũ nha. Nó thân sóng là ở ngoài phía sau đây. Đó, rồi nó lên form thiên nhiên. 200k bao ship không chậu. Đây nhà vừa xin qua cây này luôn.